Đêm qua và sáng nay, hàng triệu người dân đã đổ nước đổ ra đường phố vui chơi đón chào năm mới 2023 trong không khí vui tươi ấm áp. Khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới với điểm nhấn sự kiện đếm ngược chào đón năm mới và màn bắn pháo hoa. Cùng với việc trang hoàng đường phố lộng lẫy, những lễ hội văn hóa, hội chợ quê bày bán những đặc sản địa phương, đồ thủ công, hàng tiêu dùng an toàn khác, hội chợ còn thu hút sự tham gia của cư dân nước ngoài đang sinh sống tại Eco Park muốn giới thiệu về ẩm thực và văn hóa nước mình. Đây là hoạt động thường niên, là điểm đến hấp dẫn và độc đáo với người dân thủ đô và vùng lân cận. Thường niên thì Eco Park sẽ có những cái sự kiện tổ chức ra để dành cho cư dân của Eco Park được có những cái trải nghiệm và những cái giây phút mà thư giãn hơn. Những cái hội chợ xuân này chuẩn bị đón Tết này, tôi thấy là cái không khí nó sôi động nhưng mà nó lại ấm áp, mà cảm thấy là mùa xuân nó đang về với tất cả cư dân của chúng tôi ở đây. Bên cạnh những phiên chợ quê, cư dân và du khách còn được hòa mình vào bản giao hưởng mùa xuân bên công viên Hồ Thiên Nga, đại công viên lớn nhất của khu đô thị Du Xuân, chơi trò chơi văn hóa dân gian cùng với những hoạt động gần gũi với thiên nhiên như cắm trại ven hồ, treo thuyền, dạo bộ giữa rừng cây. Tại đây, các em nhỏ cùng gia đình có thêm những hoạt động trải nghiệm thiên nhiên thật thú vị. Em cảm thấy là khung cảnh ở nơi đây rất là trong lành. Cái thứ hai là để mà nói là tổ chức lôi cắm trại hay là picnic ở đây thì em cảm thấy nó rất là thích. Đó, tạo điều kiện cho các bạn nhỏ này hay là những bạn trẻ mà các bạn đang sống ảo tại đây rất là tốt. Ngoài cái không gian rất là tươi mát thì các cái hoạt động ở Eco Park cũng thu hút được rất là đông người dân tham gia, gia đình cũng như là bạn bè cho trẻ con đến đây để chuẩn bị cùng nhau đón cái thời khắc giao thừa trong một cái sự kiện rất là đặc biệt ở Eco Park. Điểm nhấn năm nay của Eco Park là đại tiệc đón chào năm mới 2023, sự đa dạng của các tiết mục với những ca khúc trữ tình của Phượng Vũ, Roy Nguyễn hay những bài rapper của Phúc Bồ đều khiến khán giả say sưa. Không những vậy, khán giả còn ấn tượng với thiết kế sân khấu hoành tráng, tháp ánh sáng khổng lồ bên Hồ Thiên Nga, những tiết mục âm nhạc bùng nổ và màn đếm ngược chào năm mới đầy cảm xúc. Eco Park 너무 감사하고 최고예요. 아, 에코. 거기. 에코파크 최고예요. 어, 충도의 이유 에코파크, 충도의 이유 베트남. 아, tôi cũng nghĩ rằng là mọi người nếu mà muốn lấy lại năng lượng sau những cái ngày làm việc mệt mỏi hay là mọi người muốn có những cái giây phút tuyệt vời thì mọi người nên đến đây và thưởng thức cái không gian ở nơi này. Rất là cảm xúc và vui. Vì các con ở đây cũng là đầu tiên được trải nghiệm một cái sân khấu ngoài trời như thế này. Năm 2023 thì chúc cho tất cả cư dân của Eco Park cũng như là tất cả mọi người sống ở những cái khu vực ở gần đây một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.